Anh chị em thân mến, như vậy là chúng ta vừa có một hoàn cảnh cũng khá là căng thẳng của con gái tôi từ miền Tây mới có thôi. Thì là đấy, bây giờ hoàn cảnh là cô mang đủ thứ lên để cô ấy cho chàng bạn trai nước ngoài thử. Trong đó các món thì nước mắm thì có mỗi là Luân ăn được. Đang hơi anh. Sầu riêng. Người rất thơm anh, nãy giờ nó phớt phớt cho mũi em rất thơm. Gu của em hơi mặn đấy. Rất mặn. Em thấy nó hơi đen ạ. Em uống rất đen luôn. Gồm chai biển mà. Mika thì ăn được sầu riêng, thậm chí là còn cất riêng cả cái túi đi rồi. Anh nhớ để dành cho em rồi. Nhưng vấn đề, câu hỏi đặt ra. Đến lúc chàng trai muốn sống thử thì lại đang phân vân muốn hỏi cả nhà. Vậy thì theo mọi người, có nên sống thử hay không? Một, đàn trai nói đi. Ba. Em sẽ không nói là nên sống thử. Tuy nhiên, cái này nó cũng phụ thuộc vào quan điểm của cả hai bên. Nếu mà mình cảm thấy mình rất tự tin vào tình yêu của mình, kể cả là mình không sống chung với nhau, nhưng mà mình đã yêu nhau một thời gian và mình cảm thấy là mình đủ yêu người này và mình đủ hiểu người này, không cần thiết phải sống thử. Nhưng bởi vì em đã là một người từng làm rồi, là em đã sống làm thử. Đó lúc đấy là chưa, tức là bởi vì không, lúc mà bắt đầu sống DJ. Lúc mà bắt đầu sống thử với nhau là đã bắt đầu có em bé rồi, tức là có em bé nên là đến chung với nhau chứ không phải chưa tổ chức đám cưới. Cho nên là cái việc mà mình đến chung với nhau là để em có thể chăm sóc vợ em lúc đang bầu đó. Chứ nhưng mà còn có còn gọi là thử nữa không, tại vì lúc ấy có em bé thì đúng rồi, lúc đấy là có em bé, có nghĩa là có gia đình rồi. Nhưng mà em cũng đã có rất là nhiều bạn bè đang sống chung với nhau và nhưng mà nó sẽ có, nói chung là nó là con dao hai lưỡi. Em nghĩ là nếu mà sống thử thì ít nhất mình sẽ biết tính cách của người này khi mình đang ở một khoảnh khắc riêng của mình. Mình là đàn ông, bao giờ mình gặp một người phụ nữ của mình á, mình luôn luôn muốn thể hiện cái sự lãng mạn của mình luôn luôn muốn thể hiện cái phía tốt nhất của mình đó. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu sống chung với nhau, nó sẽ có những lúc mà mình rất là bức xúc và mình cái cách mà đàn ông xử lý cái thời gian bức xúc của mình nó rất là quan trọng. Nếu mình là người đàn ông mà mình chỉ có im lặng thôi thì đó là một kiểu có lẽ là tốt mà nhiều người phụ nữ ghét gì đó. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều người đàn ông mà bức xúc lên là bắt đầu sử dụng hành động bạo lực. Thì ngay lúc đấy, lúc đang sống thử, mình sẽ biết chính xác người đàn ông này sống như thế nào, quan điểm của họ như thế nào trong tất cả những cái hoàn cảnh mình có thể gặp phải trong một cuộc hôn nhân. Có nhiều cách mà đâu cần phải nhất thiết phải sống thử mới biết được. Thì cũng đúng, cho nên là em bảo là bây giờ anh như này, anh nghĩ là vì nhà mình ấy là mọi người đều giỏi lý luận cả. Bây giờ anh em mình nói tốt trước đi. Bây giờ là nói theo hướng là sống thử là tốt. Mặt tích cực chứ, đúng không? Tích cực, mỗi người nói ra một cái điều tích cực. Em đang nói của em rồi, em nói Mika xin phép nhé. Tại vì ở đây mình đã nói chuyện về một trang trại vùng Tây và một cô gái Việt Nam, được không? Cho nên đầu tiên em muốn nói, em đồng ý với Sì Trẻ, em rất đồng ý với Sì Trẻ. Nhưng ở đây em cảm thấy hơi khó chịu, tại vì anh ấy nói ô, anh thử sầu riêng, anh thử nước mắm, anh thử áo dài và em không đồng ý xong với anh. Nhưng mà em xin lỗi, mình đang nói chuyện về hai điều khác nhau. Ý là đấy là văn hóa Việt Nam, đấy là cái habit, thói quen của Việt Nam. Cho nên mặc dù em đồng ý với CJ trong cuộc sống của chúng ta, em sẽ luôn luôn là người mình phải sống thử, mình phải ăn thử trước khi ăn cơm. Nhưng ở đây em cũng hiểu, mình đang nói về một cô gái miền Tây và ở miền Tây có cái áp lực của gia đình. Cho nên em hơi ngạc nhiên khi em thấy reaction của người đàn ông nói, khi người đàn ông nói ồ, mình sống thử hoặc là chia tay. Ý là em, nếu em là cô gái này, em sẽ hy vọng đấy là một người yêu của mình. Anh ấy cũng phải cố gắng hiểu văn hóa của mình. Tại vì đấy mình cũng có áp lực của gia đình, áp lực của xã hội, áp lực của thành phố. Nhưng mà dựa vào câu chuyện của Mika, right? Mika vừa nói là mình, người phụ nữ đấy bị áp lực. Nhưng mà tại sao người phụ nữ này lại bắt cái anh này phải ăn sầu riêng và ăn nước mắm? Không, cái chuyện ăn sầu riêng thì bình thường mà. Không, đấy là người phụ nữ này đã áp đặt và nói cái câu là nếu mà không ăn được tại thì vì muốn thấy thì anh không thể yêu em. Đấy, giữa việc ăn sầu riêng uống nước mắm với lại ăn người ta, hai cái là nó khác nhau. Thì đương nhiên là nó khác nhau, nhưng mà em đang nói cái việc một từ áp đặt, tức là bạn gái đã cho anh ấy nói, tức là đã cho anh ấy hiểu rằng là muốn cưới tôi ấy là phải biết
ăn nước mọc ạ. À. Ừ. Rồi cứ ở Việt Nam. Cho Lily. Như thế này nói là cái điều không thể. Nhưng mà nếu không hòa hợp thì tính sao? Xin lỗi Mika, xin lỗi Mika muốn chia sẻ một chuyện riêng tư trong gia đình của Mika. Riêng tư. Tại vì thật sự bố mẹ của Mika người Nga gặp nhau khi hai bố mẹ đi du lịch ở ngoài Nga. Và lúc đó thì là giống như love at first sight, right? Nhưng sau yêu đó từ cái nhìn yêu đầu tiên. Như vậy. Tình yêu sét đánh ở Việt Nam, tình yêu sét đánh. Nhưng sau đó bố về quê của bố và mẹ đi nơi khác và hai người chỉ gọi điện thoại. Và một ngày nào đó bố gọi điện thoại mẹ và nói rằng là nếu mẹ của em không đến quê của bố thì mình sẽ chia tay. Thì sau đó mẹ đến quê và có thể hai tuần sau, thật sự 3 tháng sau khi biết nhau, sau khi mỗi gặp nhau, bố mẹ lại nhau, lại vợ chồng. Và đấy là một câu hỏi, một chuyện rất là thú vị. Tại vì Mika biết rằng nếu bố mẹ sống với nhau, chắc chắn Mika không sẽ ở đây. Các bạn có biết vì sao? Tại vì lúc đó mẹ không biết bố của em bị ghiền rượu. Bị ghiền rượu cho nên ghiền rượu. Cho nên chắc chắn nếu mẹ biết thì không, tại sao mình lại trông như vậy? Nhưng vì hai người biết nhau một chút xíu nhưng mà có nhiều tình yêu, cho nên suy nghĩ là quyết định mình sẽ lại nhau. Cho nên Mika cũng hiểu cái opinion của cô này ở miền Tây. Đôi khi mình không muốn biết thêm, mình chỉ muốn có cái giấc mơ của mình. Và mặc dù bố mẹ của Mika đã ly hôn rồi nhưng ít nhất Mika ở đây để kể câu chuyện này thì thôi. Tức là em ủng hộ thôi. Em sorry, em có thêm một cái như thế này. Tức là ý của em ở đây không phải là bắt buộc một người phải sống thử, nhưng mà kể cả là sống thử hay không, bao giờ đã quyết định đến cái câu chuyện hôn nhân, dù sao đi nữa một trong hai người sẽ thay đổi. Nói chung là cuộc sống tất cả mọi người đều sẽ có lúc thay đổi từng giai đoạn một, cho nên là mình nhìn qua một gương mặt khác một chút nữa là nếu mà không sống thử thì kiểu gì mình cũng sẽ phải đến một giai đoạn mà mình sẽ phải yêu lại từ đầu. Bởi vì con người mà mình yêu bây giờ nó cũng phải là con người mà mình sẽ yêu 2, 3, 4 năm nữa. Bởi vì những gì mà mỗi người sẽ trải qua nó sẽ khiến mình phải thay đổi. Cho nên là mình hay nhìn từ một góc nhìn khác nữa, là không phải là bắt buộc phải sống thử. Nhưng nếu sống thử thì nó có rất nhiều thứ mà nó sẽ khiến mình biết rõ ràng con người này thực sự nó như thế nào. Kể cả người đó thay đổi thì mình vẫn biết chính xác con người này trong lòng người ta nó như thế nào. Thì mình sẽ biết rõ được. Tức là đằng nào cũng thay đổi, chỉ bằng là mình chỉ là mình sẽ biết được chỉ bằng là mình sẽ chảy theo dòng sông. Như thế nào. Hãy tôn xem gấp ra quy tụ lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.